câu cá xong ta làm cá tại chỗ luôn. Cầu cá lên á mà nó phải cân đo đủ size nó mới được bắt lên, không là nó bị phạt. Đây là cái bo. Chơi nhặt sống. Xuống cả non. Bất ngờ là mấy con phi trên nó không có tụt. Hả? Bất ngờ là cái con phi trên nó không bị tụt xuống, nó đi lai hàng, nó bị tụt xuống. Cái chân nó quấu. Chân nó có cái độ quấu. Ở đằng kia mẹ thấy mấy người kia nó câu cái loại rồi mà cá nó gọi là cá bông ngú á, nó đem lên nó phải đo, nó phải cân. Nó đo xong cái nó coi có đủ cái size xong. Yes. Yes, xong nó bị phạt. Qua chim một câu à. Câu tè le đây. Thank you. Done. You have lost. Ha, có ông kia ông kêu được con cá nục quá. Gió mát, trời nóng rồi đây đi. Ồ, này có mấy cá này nè. Nếu mà nó không đủ size là nó quăng xuống biển tí. Bắt dễ bị phạt. Nếu mà nó nhỏ quá. Nếu mà nhỏ quá nó phải bỏ lại. Nè, ông đang làm cá tại chỗ luôn. Ở đây toàn cá nục. Toàn mấy cá gì chắc liền. Đa số